Chào mừng bạn đã đến với Go Academy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài viết phần 1 lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết. Đầu tiên là cách triển khai chương trình khách hàng thân thiết hiệu quả. Xây dựng chương trình khách hàng thân thiết là một trong những cách hiệu quả để giúp giữ chân khách hàng đến với thương hiệu của bạn. Vậy thì làm sao để xây dựng một chương trình khách hàng thân thiết hiệu quả? Mời bạn theo dõi một vài cách sau đây. Khách hàng thân thiết là những khách hàng trung thành với sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chương trình khách hàng thân thiết là một chương trình tặng thưởng dành cho khách hàng khi khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của bạn nhiều lần. Vậy thì chương trình khách hàng thân thiết mang đến cho bạn những lợi ích gì? Chương trình này giúp duy trì lượng khách hàng quay trở lại doanh nghiệp của bạn một cách ổn định. Vậy thì làm thế nào để tạo mã khách hàng hoặc khách hàng thân thiết? Đừng lo, GoSell sẽ giúp bạn tích hợp tính năng tạo mã khách hàng và khách hàng thân thiết thông qua website, app và hệ thống bán hàng POS, giúp bạn dễ dàng tạo chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thân thiết. GoSell nâng tầm thương hiệu của bạn một cách hiệu quả.